kỹ năng để bạn ấy làm trong khách hàng ấy, và kỹ năng để lead ấy là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Không thể nào mà đánh giá một người làm việc tốt mà tự nhiên lại phong lại làm leader như thế là khủng hoảng này. Đôi khi những bạn làm cái công việc đấy chưa chắc đã tốt, nhưng mà trong bạn ấy tiềm ẩn những cái yếu tố mà ai cũng phải tôn trọng vào đấy. Từng cái lời bạn ấy nói ra là có trọng lượng. Trách nhiệm của bạn ấy đối với cả những người xung quanh. Bạn ấy trong thời gian làm, bạn ấy ngoái sang trái hỏi bạn ấy, người ở bên trái sẽ có cần giúp gì không. Ngoái sang phải hỏi người bên phải xem là ok bạn có cần giúp gì không, và bạn ấy làm được việc đấy. Thì đấy mới là yếu tố để mà là trở thành một người leader, chứ không phải là một người làm cái công việc này tốt. Đấy, vậy cho nên cái một người founder cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn căng thẳng là đi từ việc là mình đang làm việc sang thành mình đang lead. Bất kỳ một founder nào cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này đâu. Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM. Unlock FM là một podcast series dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp, hoặc đơn giản chỉ là muốn lắng nghe nhiều hơn về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ ở trong và ngoài nước. Hàng tuần chúng mình sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật khách mời về những trải nghiệm giúp họ trưởng thành hơn trong công việc và đời sống. Từ đó trả lời được câu hỏi, tôi muốn trở thành người như thế nào? Tôi sẽ theo đuổi những giá trị nào để cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa hơn? Các bạn có thể gặp chúng mình hoặc tìm nghe những episodes đã phát sóng bằng cách tìm kiếm Unlock FM trên các kênh chính như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu nào. Mình là Vi Anh. Và mình là Quyền. Chào mừng các bạn đến với Unlock FM. Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người tập thứ 7 của Unlock FM. Và như đã chia sẻ, như đã hứa từ tập trước là tập 6, mình và Quyền đã trở về Việt Nam cùng lúc với nhau trong khoảng đầu của tháng 1. Và nhờ sự ủng hộ cũng như là nhờ tầm ảnh hưởng và độ phủ sóng của không chỉ các khách mời mà cả các bạn đang lắng nghe Unlock FM, mà chúng mình đã có cơ hội gặp gỡ nhiều cá nhân, cộng đồng và cả những doanh nghiệp vô cùng thú vị trong thời gian mà chúng mình ở Việt Nam. Thật ra trong khoảng thời gian ở Việt Nam đó thì cả Vi Anh và mình đều cảm thấy rất là phấn khích khi được nghe về các ý tưởng kinh doanh từ các anh chị này, các bạn cùng lứa và kể cả các bạn trẻ hơn tụi mình rất là nhiều, bắt tay vào theo đuổi những ý tưởng kinh doanh cực kỳ nhạy bén, từ công nghệ cho đến đồ ăn, đồ uống, giáo dục, nông nghiệp và thời trang. Có người thì vừa làm nghề chính rồi kinh doanh lúc ngoài giờ, có người thì dồn hết tâm trí vào khởi nghiệp, và có người thì thậm chí vận hành nhiều công ty cùng một lúc. Trong số đấy thì những người mà có thể đa di năng quản lý và phát triển thành công nhiều lĩnh vực khác nhau không nhiều, nhất là ở độ tuổi U30, là dưới 30 tuổi. Và ngày hôm nay Unlock FM rất vui khi mời được một nhân vật nằm trong số ít này. Tụi mình sẽ đưa ra một vài gợi ý để mọi người có thể đoán xem nhân vật ngày hôm nay là ai, thay vì giới thiệu một cách trực tiếp như mọi lần. Quyền có thể bắt đầu được không? Ok, thì nhân vật này có một thời gian dài học tập và sinh sống ở Mỹ với bằng cử nhân về thiết kế nội thất của Đại học Marymount, Virginia ở Mỹ. Và sau khi tốt nghiệp thì anh gia nhập tập đoàn OJT Architects với vai trò kiến trúc sư nội thất hơn một năm trước khi quyết định trở về Việt Nam. Cái hint thứ hai là khi trở về nước nhận thấy rất là nhiều tiềm năng của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, thì nhân vật của chúng ta đã quyết định không theo đuổi ngành thiết kế nội thất mà bắt tay vào khởi nghiệp trong một lĩnh vực rất là khác, đấy là lĩnh vực thời trang. Và đứa con tinh thần đầu tiên của khách mời ngày hôm nay là mô hình subscription box với tên gọi là Two Guys One Box. Hơi bị nhiều hint rồi đấy, chắc đến đây một số người cũng đã biết là khách mời chúng mình là ai rồi, nhưng mà thôi, chúng mình sẽ đi tiếp những chi tiết còn lại. Ok, sau những quá trình thử nghiệm với mô hình mới mẻ này thì khách mời của chúng ta tiếp tục mở một chuỗi cửa hàng thời trang mà chắc hẳn nhiều bạn và thậm chí là mình cực kỳ yêu thích ở Việt Nam, đó là thương hiệu thì các đọc cái này cũng rất là khó, Starter đúng không? Chắc là cố tình đặt tên như thế hướng tới người dùng có thu nhập tầm trung và yêu thích phong cách minimal và preppy. Và chi tiết cuối cùng, mặc dù không phải là gương mặt xa lạ trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ ở Hà Nội, nhưng mà chỉ đến khi xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam kêu gọi vốn đầu tư cho thương hiệu đồng hồ Việt Nam với tên gọi là Canon, thì khách mời của chúng ta mới được đông đảo mọi người biết đến.
Thế thì nói đến đây thì chắc chắn các bạn cũng phần nào đoán ra khách mời của chúng mình là ai rồi. Nhân vật này không ai khác chính là người mà khách mời ở tập 6 vừa rồi chị Cẩm Vân có nhắc đến và giới thiệu với Unlock FM. Cảm ơn chị Cẩm Vân lần nữa. Xin giới thiệu với các bạn anh Quang Thái. Chào anh Thái. Chào bạn. Trước khi mà mình bắt đầu thì chắc phải chia sẻ một chút, không chỉ là với anh Thái mà với các bạn nữa, là cái quá trình mà mình và Quyền lên ý tưởng cho buổi nói chuyện ngày hôm nay nó khá là thử thách, bởi vì là các khách mời trước đấy của tụi mình đa phần là chưa bao giờ xuất hiện ở trên truyền thông và cũng chưa bao giờ trả lời phỏng vấn, cho nên là để đặt ra câu hỏi thì nó rất là dễ. Thế nhưng mà với anh Thái đã từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và cũng không ít lần được hỏi những câu hỏi rất là hay rồi. Thế cho nên là tụi mình nghĩ là bây giờ phải đặt câu hỏi như thế nào và xoay quanh các cái chủ đề như thế nào để mọi người có động lực lắng nghe cái podcast này, chứ không phải là nghe thêm những câu trả lời mà đã được hỏi, đúng không? Chính vì thế nên là ngày hôm nay chúng mình cũng sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện một cách hơi khác một chút. Tức là không, thay vì đi thẳng vào câu hỏi thì tụi mình sẽ có một vài câu hỏi vui dành cho anh Thái trước khi bắt đầu. Anh Thái sẵn sàng chưa ạ? Ok. Dĩ nhiên thực ra thì mình cũng rất là thoải mái thôi. Các bạn hỏi gì mà mình chia sẻ được thì mình sẽ xin phép vào đóng góp. Rồi. Ok. Bật mí với mọi người là những câu hỏi này anh Thái cũng, tức là trước khi chúng mình bắt đầu thì chúng mình thường sẽ có một vài câu hỏi được gửi đến khách mời trước để mọi người suy nghĩ. Thế nhưng mà những câu hỏi này là những câu hỏi mà anh Thái chưa hề biết. Thế nên là bây giờ Quyền sẽ hỏi luôn nhá. Ok, nghe phải rất bắt đầu nha. Ok, anh Thái thử nha. Bây giờ nếu được chọn một bộ phim hoặc là một cuốn sách hoặc là cả hai để miêu tả về cuộc sống của anh trong 5 năm vừa qua thì tên của bộ phim cuốn sách đó sẽ là gì và vì sao? Câu hỏi này nó khá là tương đương với cả kiểu một trong những cái câu phỏng vấn mà anh hay phỏng vấn các bạn ứng viên ấy, như là kiểu nếu mà phải chọn ra một tên của một quyển sách để mà mô tả bản thân em thì em sẽ chọn gì. Nhưng mà anh phải công nhận là anh chưa bao giờ được hỏi cái câu này. và bây giờ anh mới nhận ra nó khó đến như thế nào. Trời ơi. anh sẽ chọn sách đi. Vâng. Thì thú thật là từ khi về Việt Nam thì anh không có quá nhiều thời gian để anh xem phim. Nhưng mà nếu mà chọn sách thì anh nghĩ là anh sẽ chọn cuốn Zero to One của Peter Thiel. Nó sẽ là cuốn từ 0 đến 1. Vì là chặng đường 5 năm qua thì đúng là chặng đường anh bắt đầu khởi nghiệp ấy. Anh đánh giá bản thân thì từ anh khởi nghiệp khá là muộn so với các bạn trẻ rất giỏi ngoài kia. Và năm tầm 23 tuổi bắt đầu là bắt tay vào khởi nghiệp. Cho nên là chính xác là 5 năm qua thì là 5 năm mà anh đi từ việc là làm công việc kiểu 9 to 5 ấy. Và ra bắt đầu những cái bước chân đầu tiên trong cái con đường khởi nghiệp của mình. Vậy cho nên là khi mà nghĩ đến một cuốn sách và mô tả bản thân thì chắc sẽ là cuốn từ 0 đến 1. Vì anh nghĩ là tất cả những gì mà anh làm được cho đến bây giờ nó vẫn chỉ là con số 1 thôi. Nhưng con số 1 này to hơn con số 0 rất là nhiều chứ. Thì hy vọng là vậy. Đúng là cuốn sách này thì hay thật, classic book cho giới khởi nghiệp nhỉ. Em đọc cái đấy cũng vài năm. Tiếc là chưa có thời gian theo đuổi. Bây giờ mà còn khởi nghiệp nữa chắc còn muộn hơn anh Thái rất nhiều. Không hề. Khởi nghiệp cho cả đời của em. Đúng okay. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến câu hỏi thứ hai. Câu này thì sẽ đỡ hơn cái câu vừa rồi một chút. Mình sẽ đến câu thứ hai và sẽ đỡ hơn câu kia, bởi vì là mình sẽ có sự lựa chọn chứ mình không nếu được chọn một trong bốn loại phép thuật ở trong phim Charmed, anh cho Khánh còn nhớ phim bốn chị em nhà Halliwell mà có phép thuật đấy ạ? Charmed là cái thời kỳ đúng là tầm của anh là hay xem. Anh nhớ không nhầm, hình như là có Phoebe là hồi đấy làm được cái gì. Phoebe là hình như là quay trở lại quá khứ và suy nghĩ được về quá khứ đúng không nhỉ? Phoebe đóng băng thời gian. Có bạn đóng băng thời gian này, có bạn mà có trưởng kiểu hất người đi này, đúng không? Đúng rồi, đấy chị cả. Em út là chỉ là cái bạn mà kiểu nhớ được về kiểu tương lai hoặc là quá khứ đúng không? Đúng, cái thời điểm là đấy đúng không? Vâng. Còn thứ tư là gì? Và thứ tư là đọc được suy nghĩ của người khác. Thì nếu mà được chọn một trong bốn loại đấy và không ai biết là anh sẽ có cái năng lực đấy thì anh sẽ chọn loại năng lực nào và vì sao? Chắc chắn là không có nhu cầu biết được suy nghĩ người khác rồi, vì như thế chị đau đầu rồi. Hất người đi thì anh nghĩ là cũng không relevant lắm với cả cái thời đại bây giờ. Thời điểm nào trong quá khứ các tương lai hả?
Với cả với cả một năm được nữa là gì nhỉ? Đóng băng thời gian. Đóng băng thời gian. Wow. Thế thì anh nghĩ là chắc là anh sẽ chọn anh sẽ chọn một thời điểm nào trong quá khứ và tương lai. Tức là mình có cái khả năng thỉnh thoảng nhìn được cái đấy. Thì anh tức là nếu nói về kiểu mặt kiểu historical, thực ra anh có rất là nhiều những cái thời điểm trong quá khứ mà anh muốn được nhìn, hoặc là thậm chí là đã muốn được nhìn thấy bản thân mình ở trong những cái thời điểm thời kỳ như vậy, ví dụ như là những cái thời điểm kiểu nhìn nền kinh tế của Mỹ kiểu hồi Daniel Carnegie hay là Henry Ford chẳng hạn. Đấy, luôn luôn băn khoăn về những thời điểm như thế, thì không biết là thời kỳ đấy kinh tế ra làm sao vân vân, hay là trong tương lai, đặc biệt là trong tương lai thì anh nghĩ là anh sẽ chọn cái siêu năng lực đấy. Thế thì để kết thúc màn warm up với câu cuối này, câu này chắc là câu dễ nhất rồi. Trong những đồ dùng mà anh Thái mang theo người ngày hôm nay, món đồ nào là quan trọng nhất với anh và vì sao? Món đồ nào quan trọng nhất với anh à? Nên kiểm tra anh đỡ hơn là anh có thể nói hơn luôn. Đang nhìn nó xung quanh xem là hôm nay mang chính xác gì. Luôn anh đang ngồi tại bàn làm việc của anh mà đã, bây giờ nhìn xung quanh thì xem là anh có một cửa sổ này, một cái bút này, cái máy tính này, cái đồng hồ mà anh vừa cởi ra này, cái điện thoại và một cái Kindle. Thì anh nghĩ là cái quan trọng nhất dĩ nhiên nó là cái Kindle. Thực ra anh mới sắm cái Kindle, bản chất là anh rất là thích đọc sách kiểu cầm ấy. Đúng rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ có những cái điểm lợi của việc là sở hữu một cái Kindle, thực ra nó cầm đi cầm lại rất là tiện ấy. Vậy cho nên là anh thì ra là một người rất là thích đọc trong lúc rảnh. Trước khi cân nhắc về việc là mua cái Kindle này, lúc đấy anh đặt một câu hỏi là ok, thế thì bây giờ không biết là lúc rảnh thì mình có cái thói quen là mình rút điện thoại ra, vậy thì bây giờ có thể thay vào việc là mình rút điện thoại ra thì mình rút cái Kindle ra được không? Vì là quyển sách thì thực ra nó to ấy. Vì thỉnh thoảng hơi bị bất tiện, có những quyển sách thậm chí dày 500-600 trang, cầm đi cầm lại rất là không tiện. Thế cho nên là đối với cả anh tại thời điểm bây giờ, thì nếu mà nhìn xung quanh bàn anh nghĩ là anh chọn Kindle vì nó là một trong những cái thói quen kiểu không thể thiếu của anh trong ngày. Không nhận là nhiều khi là mình mang sách đi thì không phải lúc nào mình cũng mang quyển sách mà mình đọc đúng cái mood đấy, đúng không? Đúng rồi, lúc có thể là mình đọc sách về business, nhưng những lúc thì mình thích đọc sách, chẳng biết cái chọn gì luôn, chọn luôn. Gray. Lúc ấy thì rút ra fiction và non-fiction đúng không? Shadow Gray, chính xác. Phần warm up đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh Thái đã hợp tác. Người anh cũng nóng lên rất là nhiều đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính. Chắc là ngày hôm nay mình sẽ đi theo cái flow theo thời gian một tí. Chúng ta có thể quay trở lại như anh Thái cũng có chia sẻ trước là tầm 6-7 năm trước đây, anh Thái học về thiết kế nội thất. Thì thực ra cũng là khá là bất ngờ. Thì anh Thái có thể kể qua về thời gian học và làm việc ở Mỹ và một số các cái chi tiết như là tại sao anh lại lựa chọn học thiết kế nội thất được không? anh kể cái này ra chắc là nhiều người sẽ khá là khó hiểu tại sao anh chọn cái kiểu nội thất. Bản chất thì thời điểm khi mà anh bắt đầu vào cấp 3 ấy, thì cũng như bao nhiêu bạn trẻ thôi, thực ra là mình mơ mộng về những cái ngành học kiểu nghe nó tây, rồi là nghe nó kiểu nó cao siêu ấy, như là kiểu kỹ sư này, rồi là nào là marketing này vân vân. Thế cho nên là anh bước vào cấp 3 học thì thực ra cũng với một cái mindset tương tự như vậy rồi. Và anh qua Mỹ là vào năm lớp 10. Lớp 10, cho nên học cho đó khoảng tầm 3 năm thì bắt đầu graduate từ cấp 3. Nhưng có một cái hay mà anh được trải nghiệm ở high school ở Mỹ là bản chất thực ra em được trải nghiệm nhiều ngành học trước khi em chọn ngành học để mà vào đại học. Thậm chí nó còn có một cái lớp mà anh vẫn luôn luôn nhớ mãi, là lớp nó tên là College Prep. Trong cái lớp đấy thì giáo viên sẽ giới thiệu qua về kiểu các thị trường ngành học ở Mỹ nó như thế nào và đưa ra rất là nhiều các hướng mở cho các bạn để mà một là nghiên cứu và hai là đưa ra cái lựa chọn của mình. Đấy, thì trước đấy thì anh kiểu thử nghiệm khá là nhiều, anh học thử Cisco Networking, nhận ra là mình không hề hợp làm kỹ sư thế nào. anh thử học về ngôn ngữ học và về tiếng Anh này, cũng không nhận ra là mình không hoàn toàn là thích đam mê về cái ngành học đấy lắm. Sau học Statistics thì anh nghĩ là anh khá là giỏi toán. Sau đó thì anh cũng nhận ra là mình không đam mê toán ở mức đấy. Thế thì lúc đấy anh bắt đầu take một cái lớp nó về art. Nó là general art, nó là chỉ đơn giản là một lớp vẽ. Xong trong cái lớp đấy thì anh có được cái trải nghiệm là cô giáo và các bạn kiểu ngưỡng mộ những cái kiểu work of art mà mình vẽ, thì mới nhận ra là ok, thì chắc là mình cũng hợp với cả ngành ngành hội họa nói chung.
sau đó thì lúc đấy thì anh bắt đầu nghiên cứu về việc là ok, thế thì chắc là mình sẽ theo được một trong những ngành học liên quan đến hội họa. Thì có một cái chi tiết rất là buồn cười như này là khi mà anh học xong cái lớp college prep ấy, thì anh chọn là graphic design, là thiết kế đồ họa. Đấy, và thậm chí là anh apply trường đại học là vẫn với ngành thiết kế đồ họa. Và đến orientation ở cái trường đại học Marymount luôn, anh vẫn đang là với ngành thiết kế đồ họa. Nhưng mà như này, cái hôm orientation ấy, thì mỗi ngành học là các bạn sẽ xếp hàng tại một cái hàng, đúng không, để mà kiểu đến mục để đăng ký kiểu đăng ký thông tin rồi các kiểu. Thế là anh đứng ở trong cái dãy toàn các bạn đăng ký graphic design, và ngay bên cạnh anh thì lại là dãy là các bạn học nội thất, đăng ký nội thất. Thì anh nhìn lên cái hàng của anh, anh nhìn sang cái hàng bên kia, thì thú thật với cả mọi người là cái đội mà học kiểu đăng ký học thiết kế nội thất ấy, bọn nó ăn mặc đẹp hơn rất là nhiều, nó trông nó ăn mặc đẹp hơn này, nhìn nó kiểu nó bảnh bao hơn, để trông nó có kiểu phong thái hơn ấy, nhìn nó kiểu nó rất là designer ấy. Còn mấy cái đứa mà học kiểu graphic design trông nó lụt thà lụt thuộm, trông nó rất là kiểu art, nó đúng thuần là kiểu những cái hình ảnh mà mình hay nghĩ về kiểu một artist tóc dài rồi là kiểu đồ một quần áo nó lụa thuộm. Thế là ngay tại thời điểm đấy anh nhảy từ hàng này sang hàng kia để mà anh lên đăng ký ngành interior design. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện tại sao anh học nội thất. Nhưng mà cũng rất may mắn là khi mà bắt đầu vào học rồi thì anh chưa bao giờ anh hối hận về cái quyết định là nhất thời là khi anh nhảy hàng như vậy. Và học suốt 4 năm thì sau đó thì anh tốt nghiệp với bằng thiết kế nội thất tại Marymount, và anh ra để anh làm một năm ở OTJ Architect. Sau thì về Việt Nam anh vẫn làm một năm thêm một công ty của Nhật Bản ở Việt Nam về kiến trúc. Đó, thì đó là sự nghiệp 6 năm của cuộc đời anh cho đến bây giờ mà nó dính dáng đến nội thất và kiến trúc. Thế mà cái lúc mà trong khoảng thời gian mà anh học thiết kế nội thất đấy, có cái gì hay trong ngành hay là có cái gì mà anh học hỏi được mà đến giờ anh vẫn áp dụng vào được trong đời sống kinh doanh, ví dụ như là về phụ kiện hay là về thời trang bây giờ không? Chắc chắn là có. Thực ra nếu mà nói là kiểu kiến thức trực tiếp ấy, từ việc là kiểu thiết kế và nội thất, thì anh nghĩ là nó là hai thứ. Một là anh nhìn thấy được cái sự so sánh giữa việc làm thiết kế ở nước ngoài và làm thiết kế Việt Nam nó khác nhau như nào, và nó cũng là một cho những cái sự thúc đẩy để cho anh không làm cái đấy nữa ở đây. Vì anh biết được là ok, là thực sự design nó phải như thế nào, nhưng mà cũng không thể blame được về thị trường, mà thực ra nó là rất là nhiều thứ cộng lại. Ở ngành nội thất khi mà anh về Việt Nam, khi mà làm những dự án cá nhân ở bên ngoài, thì nó rất là khác so với cả cái thời điểm anh làm bên kia. Ví dụ như là về thói quen của các client ở Việt Nam, đúng không? Thói quen làm việc này, thói quen trả tiền này, vân vân và vân vân. Cái này thì chắc chắn là những người mà đã từng thiết kế rồi thì sẽ rất hiểu những gì anh đang nói. Cái thứ hai là nó sẽ không phải là những kiến thức trực tiếp từ việc là nội thất, mà anh nghĩ là những cái gì mà nó để lại được cho mình là nó là những cái design kiểu sense, những cái cảm nhận về thiết kế, những cái con mắt. Vì cái đấy thì có thể apply được cho mọi thứ mình làm, nó không phải bắt buộc phải là ok đặt cái bàn ở đâu, đặt cái ghế ở đâu, cái tường nó phải màu nào, cái rèm nó phải là họa tiết như thế nào, mà đôi khi nó còn cho mình đem theo nó cả đời. Và những cái gì mà mình làm, kể cả là những cái cách mà bọn anh thiết kế từng sản phẩm, kể cả là đồng hồ hay là trang sức hay là quần áo vân vân, hay là kể cả những cái sản phẩm về sau, thì nó vẫn sẽ cần phải có những cái khái niệm về thiết kế, mà anh nghĩ là những cái đấy là không thể nào mà chỉ đơn thuần là học mà có được. Nó là qua một thời gian học, trải nghiệm, và nó thành một cái sự thông thái ở bên trong mình. Khi mà mình nhìn một cái, mình cảm nhận được ngay là ok, cái này nó không đúng một chỗ nào. Đấy, thì anh nghĩ là cái đấy là cái giá trị nhất trong vòng 4 năm học và 2 năm làm mà nó để lại được ở trong anh, qua việc là anh đã được làm nội thất và đã được thiết kế là những gì. Vậy thì lúc nãy anh có nói về cái sự khác nhau giữa việc làm thiết kế ở Việt Nam và ở Mỹ, thì đấy có phải là động lực để mà anh quyết định quay trở về Việt Nam không ạ? Bởi vì anh nhìn thấy rất là nhiều tiềm năng, hay là có một cái lý do nào khác để anh rời bỏ một cái cuộc sống có thể nói là ở nước ngoài thì thường là sẽ thoải mái và ổn định hơn. Nhiều người nghe thì không có vẻ không tin, nhưng mà từ trải nghiệm của bản thân em hoặc Quyền chẳng hạn, thì đúng là một công việc ổn định ở với cuộc sống ở nước ngoài thì nó cũng sẽ thoải mái hơn. Đúng rồi, đặc biệt là ở Mỹ nữa, thì ở Mỹ người ta hay có cái term là giấc mơ Mỹ.
American Dream. American Dream bản chất là nó state lại cái việc là ok, mỗi người ở cư dân ở Mỹ sẽ đều có một mái ấm gia đình, một có một căn nhà và có một chiếc xe ô tô chấm hết. Vì thực ra những cái phúc lợi và hệ thống tài chính của Mỹ nó hỗ trợ được cho cái việc đấy rất là nhiều. Anh thì ngay từ thời điểm khi mà anh bắt đầu đi làm, những cái ngày làm đầu tiên ở năm 2 đại học, thì anh đã biết là mình không thích những cái sự ổn định đấy rồi. Thực ra đối với anh nó rất là boring ấy. Và kể cả là anh cũng đã thử nghiệm, anh đã thử ở lại Mỹ một năm để anh làm ấy. Vì dĩ nhiên nguyện vọng của bậc cha mẹ thì luôn luôn muốn là con cái có thể có cái sự giấc mơ Mỹ đấy được thực hiện hóa, đúng không? Nhưng tuy nhiên khi ở lại một năm đấy thì anh thấy nó rất là nhàm chán. Nó nhàm chán ở cái việc là những cái daily routine của mình nó cứ lặp đi lặp lại. Và hơn nữa là mình không phù hợp với cả cái văn hóa Mỹ. Vì sinh ra và lớn lên ở đất mẹ Việt Nam, trong khi sang bên Mỹ thì mới được có 4-5 năm, không thể nào mà hòa hợp được với các bạn Mỹ như cái cách mà mình hòa hợp với những con người Việt Nam ở đây được. Và đấy là cái mà anh luôn luôn mong muốn, at least là như vậy đã. Tức là về mặt kiểu con người, bạn bè, môi trường xã hội, chứ chưa nói gì đến việc là sự nghiệp và công việc. Đấy. Thì anh luôn luôn là có nguyện vọng là anh đã về từ ngay thời điểm mà anh đã khoảng tầm năm 2 rồi. Đấy. Okay. Còn để mà còn nói về việc là và là thị trường ấy và những cái cơ hội, thì anh nói thật là tại cái thời điểm mà anh đưa ra quyết định là anh sẽ về, anh chưa nghĩ quá nhiều về việc đấy. Anh chỉ nhìn về việc là ok, là mình có cái con mắt thiết kế và đã được trải nghiệm làm việc 2 năm tại Mỹ. Vậy là mình có thể mang những cái gì về ở Việt Nam, thì anh nghĩ là dĩ nhiên là mình có thể mang được nhiều thứ. Đấy, trong đây nó có cái tư duy thiết kế này. Vì trong cái quá trình khi mà anh về đây nói chuyện với cả rất là nhiều bạn học nội thất ở trường mỹ thuật công nghiệp, thì anh thấy là tức là cái quy trình để mình đưa ra được một bản thiết kế của các bạn nó khá là bị lẫn lộn so với một cái gì thực sự là phải xảy ra ở trong một cái quá trình thiết kế ra được một bản thiết kế. Thì anh được cái may mắn là được học cái đấy. Đấy, cho nên là lúc về Việt Nam thì anh mong muốn một phần nào mà có thể mang được cái đấy về Việt Nam, cái đấy thứ nhất. Cái thứ hai là dĩ nhiên là trong cái quá trình mà mình ở Mỹ thì mình không chỉ có cắm đầu vào học. Anh thực ra là một thằng rất là ghét học. Thế cho nên là anh đi chơi, đi bời, rồi là anh quan sát rất là nhiều, mua sắm. Nói chung là vợ từ hồi cái hồi về Việt Nam là gần như chả để lại đồng nào cả. Về là gần như là với, hình như là anh nhớ không nhầm, khoảng tầm 2-3 nghìn đô rồi sao. Đấy, thì mà đấy là làm hơn một năm rồi nhá, để ra được tầm có hơn 2.000 đô. Thế là về. Thì cũng nhờ những cái đấy thì thực ra anh đi rất là nhiều và anh quan sát rất là nhiều. Vậy cho nên là những cái thứ đấy thì tại thời điểm anh về thì anh nghĩ là ok, anh có thể mang được về. Vậy cho nên anh mới đưa ra cái quyết định là ok, là anh sẽ về Việt Nam. Mặc dù là quyết định khá là khó khăn, đặc biệt là với cả gia đình. Nhưng mà dĩ nhiên thì mình quyết định thì mình vẫn quyết định thôi. Bố mẹ anh cũng thoải mái trong việc là con muốn gì con làm đấy. Cho nên là anh về. Về thì anh vẫn làm một công ty kiến trúc mà. Nhưng mà làm một năm thì thấy là ok, this is not for me. Mà mình bị chịu chết. Đó là làm Việt Nam như này thì chịu tù quá. Thì về thì anh làm cho công ty Nhật Bản và với một vị trí là giám đốc dự án. Và nói là nghe nó kiểu cao siêu thế thôi, nhưng mà đa phần toàn là kiểu tiếp khách Nhật ấy. Buồn cười lắm, trong công ty mang tiếng là công ty Nhật Bản nhưng mà chả ông nào nói được tiếng Nhật và chả ông nào nói được tiếng Anh. tức là toàn là người Việt. Sếp thì cũng là sếp Việt nhưng mà làm việc cho kiểu client thì là người Nhật. Thì không có ai hiểu, không ai nói được tiếng Nhật và không ai nói được tiếng Anh. Thế là vào một cái thì anh có lợi thế nói tiếng Anh, thế là anh đặt vào một cái cương vị chức danh là giám đốc dự án, nhưng thực ra là để đi tiếp khách. Và cũng có kiểu gọi là anh hay kiểu can thiệp vào thiết kế một chút thôi, nhưng mà không quá significant. Thế là một thời gian sau, đến khoảng tầm một năm sau để anh nghỉ. Đến lúc đấy là anh bắt đầu khởi nghiệp. Nhưng mà ví dụ như ở đây là anh Thái có chia sẻ lúc trước là một trong lý do anh bây giờ không theo đuổi ngành nội thất nữa là vì cái môi trường khách hàng ở Việt Nam, đúng không? Nếu mà đây là khách Nhật ấy, thì nó có khác một tí không? Hay là thực ra là do cái phong thái làm việc nó vẫn hơi châu Á quá? Không, cái câu chuyện khách Nhật thì là ở trong công ty. Còn bản thân anh thì anh luôn luôn muốn có những cái gì để cho bản thân mình ấy. Thế cho nên là ngoài việc ngoài giờ công ty thì anh luôn luôn là
làm dự án trong thuật ngữ chuyên môn nó gọi là nhận những dự án hao hoa quả ở ngoài. Thì anh có đá hoa quả ở ngoài rồi. Và cái trải nghiệm của anh khi mà làm việc với cả các chủ đầu tư cá nhân người Việt Nam ở Hà Nội nó khủng khiếp kinh khủng trong một năm đấy của anh. Tức là cái trải nghiệm làm việc đấy nó như một cơn ác mộng ấy. Vậy cho nên là sẹo luôn. Rất nhiều sẹo, sẹo cả về túi tiền cả là về nhiều thứ. Thế cho nên là sau một năm đấy bảo thôi giải tán, để bắt đầu đi làm con buôn. Bản chất anh đã rất thích kinh doanh một cái gì đấy rồi. Nhưng mà thời điểm đấy thì anh chỉ nghĩ là anh thích kinh doanh về một cái gì đấy, về cái gì mình học, ví dụ như là kiểu một công ty nội thất này, hay là buôn bán về bàn ghế này, vân vân và vân vân. Gần về cái mình học. Chính xác, ai cũng sẽ như vậy mà. Đúng rồi. Lúc đấy thì là cái idea đầu tiên của anh ấy là, thực ra là anh hồi bên kia thì anh rất là thích IKEA. IKEA và bọn em thì chắc chắn là cũng đã trải nghiệm IKEA nhiều rồi. Thế là khi mà về Việt Nam anh nhìn thấy là lúc đấy nó thời điểm này nó chỉ có UMA thôi. Thì anh bảo là thế thì tại sao không làm một con như IKEA? Đúng rồi. Đấy, và với những cái network về các nhà thầu thi công nội thất mà qua một năm mà anh biết được ấy, thì anh cũng bắt tay cùng với cả hai anh đang sở hữu một vài dây chuyền xưởng nội thất đồ gỗ. Và thậm chí là anh đã ra được cả prototype của một vài con ghế, một vài con bàn rồi. Đã ra rồi, có cả tên rồi, có cả tên có cả tên cho thương hiệu. Anh đặt tên cho nó là Hours của chúng ta. Hours. Nhưng mà cuối cùng là không có kênh phân phối và lúc đấy không biết làm thế nào ra được sản phẩm. Đấy là cái một trong những cái mắc sai lầm của anh, là đầu tiên là tập trung vào sản phẩm quá nhiều. Thực ra là sản phẩm nó ra nhưng mà không có cách đẩy, không có cách truyền thông, không có kênh phân phối để mà đẩy nó ra được ngoài thị trường, thì sản phẩm này nó sẽ chỉ nằm mãi ở xưởng. Thì ra được prototype rồi nhưng mà 2-3 tháng sau thì tìm mọi cách để mà kiểu kéo được cái interest để bán cho nó, nhưng mà không có. Thế lúc đấy là give up. Sau đó đi chuyển sang một cái khác để làm. Câu chuyện là như vậy. Cái câu hỏi tiếp theo của em là vào cái quá trình anh Thái coi như là quyết định bỏ cái công việc từ 9 đến 5 và mạo hiểm đi vào kinh doanh, thì thật ra là anh cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện đến rồi về cái lúc mà anh làm prototypes hours đấy. Cái ý tưởng tiếp theo đến với anh là gì? Có phải là Two Guys One Box không, hay là trước đấy anh còn có một số các cái mạo hiểm khác? Mạo hiểm, rất mạo hiểm, thậm chí là một vài thứ nó hơi bất hợp pháp của đặc khác. Man, trước khi hai gai bóp, thực ra anh có nhiều idea. Thật ra anh đã làm những thứ khác rồi. Idea về nguyện vọng là bọn anh muốn làm sau cái hours đấy là anh rất là thích mô hình của Groupon hồi xưa. Nó như kiểu là mua chung ở đây này. Đúng rồi. Đấy. Thì lúc đấy đã bắt đầu nghiên cứu một vài thứ với Groupon, nhưng sau nhận ra là wow, làm một cái nền tảng nó đắt như thế, nó đắt kinh khủng thế, là thế thôi giải tán. Thế là nghĩ là ok, thế bây giờ cái gì rẻ nhất để có thể khởi nghiệp được. Lúc đấy anh research cái gì có Việt Nam, chưa có Việt Nam để mình làm. Thì lúc đấy là nó liên quan đến một chút đến kiểu bài bạc. nhưng mà kết hợp với những cái gì mà anh có kiến thức ở trong ngành nội thất. Bản chất là thật ra lúc đầu là anh đi bán bàn, nhưng mà bàn là cho kiểu bàn sòng, làm đánh chơi poker. Chính xác. Cộng với cả dĩ nhiên là những cái món đồ mà sẽ xuất hiện ở trên cái bàn poker đấy nữa. Thì chip, nó là tất cả luôn, thì lúc đầu là anh làm cùng một anh tên là anh Linh, cái con thương hiệu là tên là Việt Poker. Đến bây giờ anh xuống việc poker nó vẫn là to nhất trong lĩnh vực poker luôn. Nhưng mà sau một thời điểm là anh cần phải tập trung vào hai gà vào box, Two Guys One Box. Thế thời điểm đấy cuối cùng là anh không làm được với anh ấy nữa. Thế sau anh tách ra để anh làm Two Guys One Box. Còn đầu tiên của anh đầu tay nó là việc poker. Along the way thực ra là làm rất là nhiều từ linh tinh lặt vặt, nhưng mọi người thường mọi người biết đến anh là qua kiểu hai gai bóc đầu tiên, sau đó biết đến anh là qua Conan là chính.
Đấy, thứ đó, nhưng mà xen kẽ ở giữa thì anh làm rất là nhiều thứ. Thử nghiệm nhiều. Đúng rồi, thử nghiệm nhiều. Vì anh là kiểu cái thằng nó hơi, tức là đấy ra là tính xấu, là anh tức là anh đưa ra cái quyết định muốn bắt tay và làm một cái gì rất nhanh. Tức là thậm chí là ngay tại thời điểm bây giờ đây này, anh đang lên plan để mà chuẩn bị launch khoảng tầm 3 thứ nữa. Nhưng mà cái idea cho 3 thứ này là bọn anh chỉ có cách đây khoảng tầm tháng rưỡi. Tức là bọn anh đưa ra cái quyết định về làm cái gì hay không làm gì đấy, thậm chí là nó hơi không tốt một chút, là nó hơi cảm tính. Nhưng mà anh luôn luôn tin vào cái gut feeling đấy. Cái gut feeling đấy là cái lý do mà tại sao sinh ra con Hagerbox, tại sao sinh ra con Kernan, và tại sao anh làm cùng một co-founder của anh là một con thời trang tên là Adaptor. Nó đều là xuất phát từ cái gut feeling cả. Tức là cái cảm xúc kiểu từ bên trong đấy, chứ không phải là hoàn toàn là từ việc là ok là mình có cái idea này xong bắt đầu phải đi research rồi đi survey rồi vân vân và vân vân. Dĩ nhiên là cái khâu đấy là nó quan trọng cho việc là grow được một cái công ty lên từ số 1 lên thành số 10, đúng không? Nhưng mà đây từ 0 đến 1 thì quan điểm của anh nó phải có một cái sự gut feeling cực kỳ mãnh liệt, và cái việc là mình có thể bắt tay vào làm ngay lập tức luôn, và để mà launch nó càng sớm càng tốt. Thì anh là một người như thế. Vậy cho nên là cũng có rất, nó là con dao hai lưỡi. Vậy cho nên là cũng có nhiều thứ của anh mà mở ra một cái là cũng khoảng tầm 2-3 tuần sau đóng cửa luôn. Đầy rồi. Thậm chí là kiểu 3-4 tháng thì đóng cửa luôn, 2-3 tuần đóng cửa luôn. Hay là kể cả là hai gam box, nó xuất phát từ việc là không nghiên cứu kỹ. Vậy cho nên là hai gam box nó cũng là một cái case study ở trong cái career của anh mà rất là đáng nhớ. Là khoảng tầm hơn 1 năm sau khi launching là cũng phải đóng cửa. Từ rất nhiều thứ, những rất nhiều sai lầm mà mình học từ nó. Nhưng mà anh tin là những sai lầm đấy không bao giờ là vất đi cả, mà nó luôn luôn ở trong mình. Đang ở cái mạch mà mình đang nói về chuyện là anh thử nghiệm ấy, thì bọn em có nghe anh chia sẻ là cả Kernan và Adaptor thì được bắt đầu khi mà các anh có được sự ủng hộ của các angel investors rót vốn vào. Thế thì ở trong một cái giai đoạn mới bắt đầu như thế, làm như thế nào để mình có thể thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn vào doanh nghiệp của mình ở cái giai đoạn đấy, đúng không ạ? Đối với cả ADS thì là bọn anh bootstrap từ ngày đầu tiên đến bây giờ. Tức là bản chất ADS chưa gọi một đồng vốn nào từ bên ngoài vào. Vì nó là thực ra nó là một cái mô hình cash flow rất ok ấy. Vậy cho nên nó không có cái runway mà phải đốt tiền. Vậy cho nên là đối với cả ADS bọn anh chưa gọi. Đối với Kernan thì sau 1 năm thì là bọn anh có một thành viên tham gia cùng on board, nhưng cũng không hẳn là theo kiểu nhà đầu tư mà như kiểu là một partner khác thôi. Thật ra kiểu đối với cả Kernan thì thời điểm bây giờ đang là cái thời điểm bọn anh gọi cho seed round. Còn trước đấy thì bọn anh gọi nó là kiểu angel, cũng đúng như bọn anh vừa nói đó, nó là angel. Thì là như kiểu là một partner tham gia cùng sau khi bọn anh đã chạy thử nghiệm được khoảng tầm là 1 năm rồi. Trong cái network mà kiểu các anh chị mà bọn anh hay gặp gỡ và hay hỏi han kinh nghiệm. Đấy, thì anh ấy rất là thích những cái ngành hàng kiểu một là bán lẻ và hai là nó là những sản phẩm cầm nắm được. Đúng rồi. Nó là kiểu kính, nó là kiểu đồng hồ, nó là trang sức, nó là quần áo vân vân. Anh rất thích cái ngành hàng đấy. Thế là khi mà nghe bọn anh chia sẻ về Kernan thì anh bảo là ok, anh muốn tham gia. Thì đến thời điểm đấy thì cũng là cái thời điểm mà bọn anh chạy được 1 năm. Và năm đầu tiên thì thực ra bọn anh dành ra để mà thứ nhất là build cái brand. Đầu tiên là xây được cái brand đã, vì cái brand, cái giá trị của brand đối với cả những cái mô hình mà anh làm ấy, nó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất. Không có cái brand thì không thể nào mà làm được. Vậy cho nên là cái 1 năm đầu tiên là dành ra để thực sự định hình được ok là mình muốn cái đứa con tinh thần này nó mang cái tính cách nào, nó mang cái hình ảnh như thế nào và nó sẽ nói những cái gì. Nhưng mà năm đầu tiên là dành ra để làm cái đấy. Cái thứ hai là trong năm đầu tiên là sẽ chọn ra được một cái sản phẩm mà có tỷ lệ lợi nhuận gộp đủ để cho bọn anh có thể tự chạy. Tức là luôn luôn phải chuẩn bị trước cái tinh thần là nếu không gọi được thì sẽ làm sao. Thì với những cái ngành hàng là nó có lợi nhuận gộp nó ok, tức là những gross margin của nó tốt thì mới có thể tự chạy được. Thì lúc đấy là bọn anh chọn một vài thứ như là kiểu đồng hồ này, trang sức này, vân vân. Cho năm đầu tiên là thử nghiệm để làm cái đấy, để xem là ok nó có hiệu quả về mặt là dòng tiền và hiệu quả về mặt branding cho cái sản phẩm này không.
Sau đó thì là mình mới có một cái gọi là như kiểu là những cái sự tự tin để mà bắt đầu đi nói chuyện. Đúng không? Nó phải có một cái gì để nó đã được chứng minh rồi thì mình mới đi nói chuyện được. Thì từ cái việc là mình nói chuyện thì nó sẽ sinh ra được những cái cơ hội đầu tư hoặc là cơ hội partnership vân vân. Thì đến thời điểm đấy cũng là rất là may mắn là gặp được một người mà đồng chí hướng và cũng hiểu bọn anh. Bọn hay gọi là một người believer, một người luôn luôn tin vào cái đấy. Đối với cả bọn anh thì nhà đầu tư hay là không nhà đầu tư thì nó là believer hay non-believer đó. Đấy, thì lúc đấy bọn anh gặp được một believer và lúc đấy thì bọn anh mang cái on board để đồng hành cùng cái chặng đường này, chính xác. Đấy là câu chuyện là một năm đầu tiên cơ đấy. Cảm ơn anh Thái. Vậy là chúng ta đã đi được một nửa thời lượng phát sóng của tập 7 rồi. Hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục quay trở lại lắng nghe nhiều hơn về hành trình khởi nghiệp của anh Thái các bạn nhé. Tuần trước thì em có đọc được một bản report rất là hay của Salesforce. Mọi người cũng biết Salesforce là một công ty rất là có tiếng, công ty công nghệ rất là có tiếng ở Mỹ rồi. CRM. Thì họ làm rất là nhiều research về khách hàng. Và trong một những cái báo cáo gọi là được nhiều người quan tâm nhất ở trong năm 2019 của họ thì còn nói về những cái điểm khác biệt cơ bản giữa thế hệ Millennials, là những người sinh năm 1980 đến 1995, tức là thế hệ anh em mình ấy, và thế hệ Gen Z, là những bạn mà sinh từ năm 1996 trở đi. Cái điểm đầu tiên họ nhận ra là Millennials thì sẵn sàng trả tiền cho các trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ, kiểu customer experience, nhiều hơn là Gen Z. Điểm thứ hai là Gen Z thì kỳ vọng vào các sản phẩm công nghệ và các cái ý tưởng sáng tạo từ doanh nghiệp nhiều hơn là Millennials. Thứ ba là Gen Z là những người mà thực tế và nhạy bén hơn, trong khi là Millennials thì khá là nhiều lý tưởng, rất là gọi idealist ạ, rất là nhiều lý tưởng, nhiều mơ mộng. Điểm thứ tư là Gen Z có xu hướng là sẽ tiết kiệm tiền và biết cách tiết kiệm nhiều hơn là Millennials. Millennials thì ưu tiên trải nghiệm và quan tâm đến việc là nhận được gì khi sử dụng dịch vụ hơn là quá quan tâm đến chuyện tiền nong, là sẵn sàng gọi là chi tiền cho experience. Tiếp đến là Millennials thì thích những thứ mà nguyên bản, chân thật, authentic. Thế nhưng mà Gen Z thì thậm chí lại còn nâng lên một cái tầm cao mới luôn, tức là còn quan tâm đến những cái này nhiều hơn cả Millennials. Điểm thứ 6 là Millennials thì thích mua sắm online, thế còn Gen Z thì lại thích đến tận nơi, đến tận cửa hàng, sờ tận sản phẩm trước khi mua. Và cái điểm cuối cùng là cái điểm mà mình cũng thấy rất là thú vị và cũng muốn đem ra để trò chuyện với cả mọi người ngày hôm nay. Tức là họ có nói là Millennials là cái thế hệ mà chuộng sử dụng hàng hiệu hoặc là các cái sản phẩm xa xỉ. Nếu mà ai có điều kiện thì sẽ sẵn sàng chi tiền để trả cho những cái sản phẩm này để thể hiện mà vị thế của bản thân này, hoặc là nói nhiều hơn về bản thân. Thế nhưng mà Gen Z thì lại đa phần thì lại không quá mặn mà với cái thói quen này, mà muốn là chính mình. Thì Gen Z thì sẽ thích sử dụng các sản phẩm có thể là không đắt tiền nhưng mà phải chất và phải giúp thể hiện được cái bản sắc của riêng mình. Sau khi đọc xong em thấy em giống Gen Z hơn là giống Millennials. Tức là ví dụ, giả dụ bây giờ mua một cái đồng hồ, thì nếu mà bảo là mua một cái đồng hồ rất đắt tiền thì thực ra ai cũng thích, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà đi đến, ví dụ em đi làm đợt trước về Việt Nam có cái đồng hồ Canon, xong em đi làm xong rồi mọi người thấy đẹp hỏi, thì em cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà nói là đây là đồng hồ Việt Nam. Thì dùng một cái sản phẩm mà nó kể được câu chuyện của mình, nó thể hiện được cá tính và cái nơi mà mình sinh ra lớn lên, cái xuất xứ của mình ấy, thì đúng là cũng là một cái trải nghiệm hay. Và theo đấy thì với cái tâm lý như của chính em hay là của thế hệ Gen Z, là những cái bạn trẻ đi sau chẳng hạn, thì các local brands mà mang dấu ấn văn hóa quốc gia thì sẽ ngày càng được ủng hộ, ít nhất là trong thời gian tới, và sẽ tận dụng được những cái lợi thế là người dùng nội địa. Thế nhưng mà tuy nhiên, đã là người làm kinh doanh, một khi mà đã chiếm lĩnh được một cột mốc nào đấy thì sẽ thường là sẽ nghĩ nữa 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 cột mốc tiếp theo sẽ là gì. Và các local brands mà nếu mà muốn vượt ra khỏi biên giới Việt Nam chẳng hạn thì sẽ cần phải có nhiều suy nghĩ chiến lược hơn. Thế thì theo anh, yếu tố nào mà có thể giúp sản phẩm Việt Nam vươn xa và cạnh tranh được? Trước hết là đối với cả những gì anh làm, thì thực ra là anh nguyện vọng bọn anh là mong muốn là serving cái tập Millennials và Gen Z ở Việt Nam trước ạ. Vì rõ ràng là strategy đối với cả quan điểm của anh rồi, là nếu mà không thắng trận của mình ấy, thì không thể nào mà đánh trận người khác được.
Bởi vì rõ ràng là nếu mà mình đã xuất phát điểm là từ cái việc là thị trường bây giờ Millennials và Gen Z là đang đói local brands, tùy trong ngành hàng nhé, nhưng mà thật sự là đang đói local brands. Và 60% các bạn Millennials và Gen Z, khoảng tầm 28.900.000 người ở Việt Nam ấy, là họ favor là local brand hơn là global. Cái đấy là fact, cái đấy là đã có survey và study rồi. Vậy thì câu hỏi là mình sẽ thực hiện hóa được những cái local brand đấy như thế nào và cái điểm lợi thế của những cái local brand ở Việt Nam so với cả global khi mà về Việt Nam ra làm sao. Đấy, thì đấy là cái bài toán mà luôn luôn hàng ngày là bọn anh sẽ phải giải, vì câu chuyện đối với cả những cái gì mà anh làm thì dĩ nhiên nó sẽ không phải là chỉ là quần áo, nó sẽ không phải chỉ là đồng hồ. Hay sắp tới thì bọn anh chuẩn bị launching kính mắt chẳng hạn, nó sẽ còn là rất là nhiều những cái ngành hàng sau đấy nữa. Vậy thì nó là cùng một cái công thức đấy, nhưng mà nó là cho nhiều ngành hàng sản phẩm khác nhau. Tức là bọn em hình dung như là bây giờ chúng ta đang tag along với cả cái lifestyle của các bạn trẻ, đúng không? Tức không chỉ đơn thuần là bán vì nhu cầu nữa, mà nó là một cái lifestyle. Vậy thì bây giờ mình định hình cho một cái persona, tức là cái lifestyle của cái persona đấy của một bạn trẻ. Thứ nhất là sinh ra trong thời kỳ là 1.0, đúng không? Tức là có internet rồi và được lớn lên cùng internet, tức là bạn ấy rất là tech savvy. Cái này là y hệt như cái mô tả mà Vân Anh vừa nói về Gen Z ấy, là ưu chuộng việc là mua online shopping hơn. Nhưng tuy nhiên là đối tượng millennial đúng là họ ưa trải nghiệm, chứ không chỉ đơn thuần là online shopping. Đấy lý do tại sao mà thị trường offline cũng vẫn còn rất lớn so với cả online. Đấy, vì Gen Z chưa phải là cái độ tuổi mà chuẩn bị đi vào cái thời điểm mà họ có nhiều ngân sách để chi tiêu nhất. Vậy cho nên đấy là một trong những lý do tại sao online của mình là chưa tăng quá nhiều. Bản chất GDP của Việt Nam bây giờ offline nó vẫn chiếm khoảng tầm 95.5%, tức là online nó vẫn còn là một phần rất nhỏ trong GDP offline so với cả GDP offline. Thì cái bài toán về giải bọn anh là thế nào thì củng cố được vị trí của local brands để mà đánh và cạnh tranh được với các global brand hiện giờ đã có mặt tại thị trường Việt Nam, là không chỉ trong các ngành hàng hiện giờ bọn anh có mà sẽ còn trong tương lai nữa. Và dĩ nhiên là đến một cái điểm nào đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về việc là ok, là chúng ta đi global, đúng không? Trước hết là sẽ là regional trước, là Đông Nam Á, đúng không? Vì là dĩ nhiên là Thái Lan này hay là Indo này hay là Philippines, họ đều có cái behavior mua hàng khá là tương tự như là người Việt Nam. Đấy, vậy cho nên là với cùng cái cách làm branding như vậy, có cùng cái cách làm sản phẩm như vậy, thì khi mà project sang các nước khác ấy, thì cái tỷ lệ thành công của mình nó vẫn khá là cao. Còn để mà nói là trước khi làm được cái đấy thì bọn anh muốn là thật sự là mình định vị được ở Việt Nam đã. Tức là cái bài toán khó nhất đối với bọn anh là nó là tất cả những cái brand mà khi mà bọn anh ra mắt ấy, nó phải là top of mind brand. Tức là khi người ta nghĩ đến một cái ngành hàng nào thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái thương hiệu này, đến cái brand đấy. Yeah, chính xác. Cái là thật ra cái này nó cũng rất là giống như cái cách anh Thái chia sẻ phía trên về cái gọi là cái góc nhìn kinh doanh và góc nhìn đưa ra ý tưởng của anh, đúng không? Nên là Kernan không phải là cái đích cuối mà nó là một cái gần như là khởi đầu của một công ty về lifestyle, về sản phẩm lifestyle, chứ không phải là một công ty đồng hồ, đúng không? Chính xác, thì chính xác. Anh có thể chia sẻ hơn một tí về cái tầm nhìn dài này của anh, ví dụ như là về cái cách mà anh build brand theo phong cách là direct to consumer này. Với cả làm như thế nào để anh ra những cái ý tưởng hay là những cái cột mốc sản phẩm tiếp theo mà anh đạt đến, ngoài cách là như kiểu là anh sẽ thử nghiệm như anh có chia sẻ trên ra, nhưng mà có cái tầm nhìn chung của anh như thế nào về cách đưa ra cái lộ trình này? Câu hỏi rất hay. Kernan thì nó là một cái brand ở trong một công ty của bọn anh, thì nó tên là VIPD. Bọn anh đặt cái tên đấy là thực ra với cái tầm nhìn đấy rồi. VIPD là viết tắt cho Vietnam Innovative Product Development Group. Đấy. Thì Kernan nó là mảnh ghép đầu tiên. Thì lý do tại sao lại có Kernan thì vừa rồi anh có giải thích qua rồi, đúng không? Nó là một sản phẩm đầu tiên, nó phải xuất phát từ một cái sản phẩm có gross margin tốt để mà có thể tự nuôi bản thân trong trường hợp xấu là nếu có không gọi được vốn đã. Đấy là cậu bài toán đầu tiên. Vậy sau khi đã thực hiện được cái đấy rồi thì mình sẽ làm những gì tiếp theo? Thì rõ ràng là cái runway của bọn anh ấy, thì đầu tiên là trước hết là bài toán
đối với cả VIPD thì nó vẫn là xử lý cái trải nghiệm mua hàng của khách hàng tại thị trường Việt Nam. Bản chất thị trường Việt Nam thì bị thống trị bởi rất nhiều các đơn vị phân phối, và đa phần những ông to ấy lại là đơn vị phân phối chứ không phải là thương hiệu. Khi mà nghĩ ngay đến đơn vị phân phối thì dĩ nhiên trong đầu thường thường là sẽ nảy ra ngay ông Thế Giới Di Động, đúng không? Thế Giới Di Động sẽ có kiểu Thế Giới Di Động này, Bách Hóa Xanh này, Điện Máy Xanh, đúng không? Đúng rồi. Ngoài ra còn rất nhiều các đơn vị phân phối khác. Vậy thì ngành bán lẻ ở Việt Nam là bị dominate bởi các đơn vị phân phối. Mặc dù là Mobile World Group là một trong những tập đoàn mà anh luôn luôn rất ngưỡng mộ vì cái khả năng và dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ. Nhưng tuy nhiên ấy, là dĩ nhiên kể cả là vào Mobile World Group hay là những cái đơn vị khác mà đang phân phối những ngành hàng bọn anh thôi, thì cái trải nghiệm mua của một sản phẩm nó vẫn sẽ khác hoàn toàn với việc là vào một cái cửa hàng brand đấy với những cái cảm xúc của họ và được gặp những cái người thuộc brand đấy, là những cái người đại diện tính cách chuẩn của brand đấy, và được nhận những cái trải nghiệm dịch vụ nó vẫn khác hoàn toàn. Thì cái bài toán đầu tiên của bọn anh nó là giải quyết được và đem lại được cái trải nghiệm đấy đã. Trước khi nghĩ đến thị trường to lớn ra làm sao, rồi là tiền nong như thế nào, đúng không? Những cái đấy là những cái kết quả. Còn cái đầu tiên bọn anh mong muốn là đem tất cả những cái ngành hàng bây giờ mà giới trẻ là millennials và Gen Z là vẫn đang mua, là gần như là theo cái cách là kiểu mua qua các đơn vị phân phối, và bọn anh đẩy trực tiếp tới các bạn trẻ đấy, là direct to consumer. Vậy cho nên là bọn anh hình thành VIPD với một cái tầm nhìn là tụi nó sẽ là một cái công ty holding. Thế là anh định gọi là tập đoàn nhưng nghe nó to quá, thôi gọi là holding company. Tức là holding company, trong đấy là nó sẽ có rất nhiều các brand, các brand cho từng ngành hàng khác nhau. Và dĩ nhiên là cái giá trị của cái holding company thì nó sẽ là công nghệ ở giữa. Khi mà anh giải thích ra cái mô hình D2C với nhiều người, người ta bảo là thế thì D2C nó là kiểu cũng là bán online, rồi cũng là có cửa hàng, rồi vân vân. Thực chất nó không phải như thế. Có một cái trang mạng xã hội, có một cái fanpage này, có một cái trang Instagram này, có một cái cửa hàng. Cái đấy mô hình đấy nó gọi là multi-channel, tức là đa kênh, đúng không? Nhiều kênh, đúng không? Còn cái đi direct to consumer ấy, nó là omni-channel. Cái này hoàn toàn khác nhau. Omni-channel là sử dụng đa phần là những cái nền tảng công nghệ của ví dụ như là customer data platform này, hay là omnichannel management system này, vân vân. Rất nhiều các nền tảng công nghệ quản lý bán hàng và quản lý data người tiêu dùng, để mà có thể tối ưu được và để có thể hiểu được người tiêu dùng nhất có thể. Bản chất bây giờ là thời kỳ của sự personalization ấy. Nếu mà trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm của em nó không personal với các khách hàng ấy, thì sớm hay muộn thì mình cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Vậy cho nên là cái mà anh hướng tới là cái đấy, tức là nó personal đến mức nhất có thể, và trên từng ngành hàng và trên từng brand mà bạn có, thì đấy là vision cho VIPD. Cái tầm nhìn này rất là hay, tại vì là đúng như anh bảo là nó không phải chỉ đơn giản là tôi muốn mua cái đồng hồ thì tôi đến cửa hàng, hoặc tôi lên trên mạng, hoặc là tôi lên Tiki, đúng không? Mà quan trọng là cái điểm chạm nào của khách hàng vào sản phẩm là nó cũng phải có một cái cảm giác nhất định, đúng không? Rất là hợp với cả Conan hoặc là với các cái brand khác mà anh đúng Thái đang làm. Chính xác. Rất là hay. Thế cũng thấy là có lộ trình, bởi vì là không phải là đi thẳng luôn vào một sản phẩm công nghệ, vốn thực ra là tốn rất là nhiều tiền, đúng là gọi là đốt tiền, tìm nhà đầu tư để đốt tiền, giải đường để có khách hàng. Thay vào đấy là tạo ra những cái doanh nghiệp mà nó có thể tự nuôi mình và tự nuôi cả những cái ý tưởng tương lai cho một cái dự định xa hơn nữa. Thì em thấy đấy cũng là một cái lộ trình rất là hay. Em cảm thấy là cái lộ trình mà anh vạch ra là nó rất là rõ ràng và nó có các bước đi cụ thể. Cho nên là nó không giống như đọc một số bài báo thì mọi người nói rất là về anh Thái hoặc là về Kern, mọi người nói rất là nhiều về Shark Tank. Và cảm giác như là nếu mà không có các Shark là thôi, công ty là không biết làm như thế nào. Nhưng mà thực ra
Unlock FM đối với anh nó đặc biệt đấy, thế cho nên là anh mới chia sẻ những cái thứ này. Còn đây là lần đầu tiên anh nói cụ thể ra về cái vision của VIPD nghiêm túc là vậy. Bản chất sau cơn là nó sẽ là cái gì hay là về sau nó sẽ là như thế nào, anh còn chưa có một bên báo mạng nào mà anh chia sẻ về cái này đâu. Cảm ơn anh. Không nghiêm túc. Đây các bạn trẻ thì anh nghĩ là các bạn vị dần dần thì cái đấy thì các bạn cũng sẽ cần phải hiểu. Và để mà làm được tốt những gì các bạn đang làm thì các bạn cần phải hiểu ở đấy để mới làm được, còn không thì bài toán nó vẫn sẽ là bài toán như kiểu hồi xưa thôi, là làm ra một cái fanpage xong chạy quảng cáo xong cứ hy vọng đưa nó về. Thực chất nó bây giờ nó thời kỳ nó thay đổi quá nhiều. Giá chi phí quảng cáo càng ngày nó càng tăng, mà tăng lên thậm chí là mỗi năm là bây giờ giá quảng cáo nó tăng lên khoảng tầm 25-27% một năm. Đây là vấn đề lớn, kênh cực kỳ Facebook, lớn của doanh nghiệp mà hiện giờ đang phụ thuộc quá nhiều vào online. Là Việt Nam thực ra nó là một quốc gia với cộng đồng social commerce cực kỳ mạnh, tức là bản chất bất kỳ ai tham gia vào mạng xã hội cũng đang bán một cái gì đấy. Với từng đấy người mà đang tham gia vào thị trường là bán hàng online thì dĩ nhiên là cái giá thành của từng đồng được bỏ ra cho online trên phương diện là để mà quảng cáo thì càng ngày nó càng tăng, vì càng nhiều người đang đổ vào mà. Đúng. Rõ ràng là càng ngày nó càng tăng, vậy thì doanh nghiệp sẽ phải tìm ra được những cái hướng khác để mà làm, thay vì chỉ đơn thuần là cứ đốt tiền cho anh Mark Zuckerberg, đúng không? Hoặc là anh Sundar trên Google. Đúng rồi, chuẩn luôn. Mấy anh. Bây giờ nếu mà nói về cái phong cách direct to consumer đấy, mà bây giờ để cái tầm nhìn chung thì bọn em vừa nghe rồi, thì bây giờ nếu mà để chia sẻ với một bạn trẻ ví dụ như là đang muốn theo đuổi cái phong cách này và muốn thành lập một nhãn hiệu như thế này thì anh Thái có thể chia sẻ một số các cái bí quyết, nghĩa là ví dụ như mình nói về omnichannel nhưng mà thật ra là có những cái gì chi tiết hơn, cụ thể hơn xảy ra xung quanh để anh Thái tạo ra được một cái nhãn hiệu như này không? Công nghệ thì nó sẽ phải, tức là như này nhá, công nghệ thì nó sẽ phải đi sau hành vi của người founder, đúng không? Bản chất nếu mà công nghệ mà đi trước ấy, thì thường thường là mình sẽ không biết dùng công nghệ như nào. Bản chất là mình phải nhìn được là ok mình cần công nghệ để làm gì đã. Từ thời điểm đầu tiên thì anh hoàn toàn không nghĩ là anh cần những thứ này. Nhưng mà dần dần khi mà làm về sau thì anh mới hiểu là ok cái việc là mình hiểu người ta đến tận kiểu từng thời điểm ấy, là người ta đang làm gì, người ta thích cái gì, vân vân, mình phải hiểu được rất rất cụ thể là anh này là ai, anh này đã tiếp xúc với mình trên nền tảng nào rồi, anh này đã va chạm với mình ở trên những điểm chạm nào giữa thương hiệu và người tiêu dùng rồi, và đã đến cửa hàng lần nào chưa, đã browse web lần nào chưa, đã vào fanpage lần nào chưa, vân vân, tất cả những cái đấy thì mình phải hiểu. Thì để mà mình tailor được một cái trải nghiệm cho khách hàng nó personal nhất, thì đến lúc đấy thì mình mới bắt đầu nghĩ là ok thế thì mình cần một hệ thống omnichannel. Còn để launching ấy thì đa phần là các bạn trẻ sẽ không cần đến cái đấy, vì cái thời điểm đầu tiên thực ra nó không phải là công nghệ là cái quan trọng nhất, tùy mô hình nhá, nhưng mà cho mô hình kiểu về direct to consumer thì đầu tiên nó không phải là công nghệ. Đầu tiên nó vẫn sẽ luôn luôn xuất phát bằng hai thứ, mà hai thứ duy nhất thôi. Một là nó là good product, đúng không? Tức là cái sản phẩm nó phải, một là dĩ nhiên là nếu mà sản phẩm innovative thì là quá tốt rồi. Đấy, nhưng thường thường đa phần là sản phẩm thời trang thì nó sẽ không có quá nhiều innovation trong đấy, vì thời trang mà. Thế thì cái thứ nhất thì nó phải là, nếu mà nó không phải là innovative thì ít nhất là nó phải là một cái sản phẩm đẹp, tức là nó vẫn là good product. Cái thứ hai là nó là good brand. Hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất tại thời điểm ban đầu. Không có sản phẩm thì đương nhiên là không thể nào bán được rồi. Nhưng mà nếu mà có sản phẩm mà không có brand, ví dụ như là anh lấy những cái ví dụ nó rất là kinh điển rồi, là em có sản phẩm em đăng lên, ví dụ như thay vì là em bán 2 triệu thì em để là giá 4 triệu sau lúc nào cũng discount 50%. Thì đấy là cái cách nhanh nhất để em hủy hoại cái brand của em. Đấy là cách nhanh nhất luôn, không có cách nào nhanh bằng cái cách đấy cả. Thì phải xác định rất rõ ràng là ok mình muốn xây cái brand đấy nó thành cái gì, và trong ngành hàng nào, thì trong ngành hàng nào thì nó sẽ định hình được cái sản phẩm của mình cần là những cái gì. Thì đấy là hai cái yếu tố để mà đủ và cần để mà launching được.
bất kỳ một brand nào, anh nghĩ là như vậy. Dĩ nhiên những cái yếu tố ngoài ra như kiểu là con người này, văn hóa này, vân vân, thì những cái thứ đấy là những cái thứ kiểu về nội bộ, đúng không? Về vận hành công ty. Yeah, về vận hành công ty. Còn về mặt kiểu thị trường rồi sản phẩm ra sao thì nó sẽ chỉ có hai cái đấy thôi, product và brand. Thế thì Nhân nói về thị trường thì ở trong một cái thị trường mà mọi người thường nói là cái đầu vào nó không quá là cao, ví dụ như là ngành thời trang hay là ngành F&B, thế nhưng mà yếu tố cạnh tranh vô cùng cao, tức là đây là đầu vào thì các bạn, rất nhiều bạn có thể có cơ hội bước chân vào cái ngành này và khởi nghiệp, thế nhưng mà để cạnh tranh với gọi là hàng tỷ tỷ các players ở trong thị trường thì là cái điều mà không dễ. Thì ở giữa vô vàn các cái thương hiệu thời trang nam mà đã có ở trên thị trường rồi, điều gì đã giúp anh và team của anh đưa ra một cái quyết định là sẽ kinh doanh trong cái lĩnh vực này? Tôi biết là nó sẽ cạnh tranh nhưng mà tôi vẫn sẽ quyết định kinh doanh trong lĩnh vực này. Để mà có thể đưa ra được cái quyết định đấy một cách rất là tự tin thì chắc chắn là anh cũng biết là yếu tố nào sẽ tạo nên được cái sự khác biệt của các thương hiệu mà anh đang kinh doanh, và phân biệt cái tên Kernan, cái tên SS Starter với các thương hiệu khác và giúp nó có thể gọi là sống khỏe ở trong một cái môi trường cạnh tranh như thế, phải không ạ? Yeah, yeah, chính xác. Trước hết nói về đại dương đỏ và đại dương xanh nhé, thì đại dương đỏ của cái rất phổ biến đối với cả các bạn trẻ ở Việt Nam thì nó sẽ chính là quần áo và hàng quán. Mình kiểu là có F&B, là có kiểu cà phê này, nhà hàng ăn uống này, vân vân, thì đấy là đại dương đỏ. Bản chất cũng thực ra nó cũng cái lý do mà tại sao nó đại dương đỏ là cũng xuất phát từ những khái niệm rất là thô sơ của kinh tế thôi, nó là cung và cầu, đúng không? Rõ nhà có nhiều cầu thì chúng ta sẽ cần cung nhiều, thì ăn mặc và chơi là ba thứ mà bất kỳ ai cũng phải làm, đúng không? Thời điểm bây giờ thì nó đang bắt đầu có virus rồi thì mình sẽ bỏ cái phần chơi ra, nhưng mà không thể nào mà ông không ăn và ông không mặc được. Kể cả là có khủng hoảng đến như thế nào, thế giới nó có ra làm sao thì ông vẫn phải mặc và ông vẫn phải ăn. Cái đấy là cái chắc chắn đấy. Thế cho nên là đấy là lý do mà tại sao có nhiều cầu, và xuất phát là nhiều cầu cho nên mới có nhiều cung. Và cộng thêm một cái yếu tố nữa là rào cản cạnh tranh nó thấp. Rào cản cạnh tranh thấp thì bản chất, ví dụ như là để mà có thể mở ra một, tạm thời gọi là một thương hiệu thời trang, một cái shop thời trang, các founder làm gì? Các founder sang đánh một chuyến xe lên Lạng Sơn, bắt một chuyến xe khác sang Quảng Châu, đúng không? Đến chợ Bạch Mã, ok, chọn một vài mã hàng đánh về, sau đó thì mở, thế là official là tôi là chủ một thương hiệu thời trang. Thế nó rào cản cạnh tranh cực kỳ thấp. Cà phê cũng tương tự như vậy, không khác gì cả. Thậm chí cà phê là nguyên liệu nó còn là local. Vậy thì vì rào cản cạnh tranh thấp và vì là cầu rất là cao cho nên là thường thường là các bạn hay đổ vào cái đại dương đỏ đấy. Tuy nhiên là cũng chính vì là đại dương đỏ cho nên là bản chất người tiêu dùng và thị trường nó sẽ đào thải những cái đơn vị mà không trụ được. Và lý do mà không trụ được thì ra có rất là nhiều lý do. Một là sản phẩm không tốt mà anh vừa nói rồi. Hai là thương hiệu không tốt mà anh cũng đã nói rồi. Ba là cái lý do để sinh ra cái thương hiệu không tốt ấy là không quá kè đến dịch vụ. Và bản chất cái đấy thì là cái cách và hủy hoại cái brand, cũng nó chỉ xếp sau ngay cái giảm giá liên tục thôi. Nếu mà không deliver dịch vụ ấy, thì nó dĩ nhiên là nó là cực kỳ là nguy hiểm đấy. Và cái bài học này là bài học anh học được nhiều nhất từ hai cái bọc bóc. Lúc đấy là nó grow nhanh quá, đến lúc đấy bắt đầu là chủ quan, thế là đứt kè một chút nào đến dịch vụ after service, là customer service vân vân. Dần dần là tự nhiên nó bắt đầu là đi xuống, mà đến lúc mà nó bắt đầu đi xuống rồi kéo lên rất khó. Không phanh lại được. Không phanh lại được, chính xác. Nó cũng như kiểu là mình đi trên một chiếc xe không phanh ấy, bây giờ nó đi lên thì mình cố gắng là lấy đà xa nhất để nó có thể có đà để nó đi lên, nhưng mà một khi mà nó xuống rồi nó sẽ xuống liên tục. Rất khó để mà có thể phanh lại. Thì về thị trường thì nó là như vậy. Nên em có thể tóm tắt lại là nội dung của cái câu hỏi và cái phần trả lời là có phải cứ làm tốt cái việc mình đang làm đã, có phải là lời khuyên mà anh dành cho các bạn và đang có ý định nhen nhóm muốn bước chân vào cái thị trường này không ạ? Thay vì nghĩ chuyện là phải làm một cái gì hoàn toàn mới. Không bắt buộc đâu. anh thì anh không phải believer vào việc là phải làm cái gì hoàn toàn mới, vì nói thẳng ra là không có gì là hoàn toàn mới cả. Đúng rồi. Nó đều là kể cả sự sáng tạo ấy. Sáng tạo là nằm ở việc là mình xào nấu lại những cái idea.
Chính xác. Và mình present nó theo cách của mình thì đấy là sáng tạo. Đúng không? Và idea cho một cái mô hình kinh doanh thì nó cũng nằm ở cái đấy. Là mình xào nấu lại những cái idea thực tế đã bây giờ đang có sẵn trên thị trường. Nhưng mình present nó theo một cái cách mà nó là mình. Đúng rồi. Thì đấy là nó đã là có thể là một cái xuất phát điểm cho một cái business rồi. Và anh đang nói là cho việc là mình khởi đầu nhé. Vâng. Còn dĩ nhiên là mình đẩy được nó xa đến như thế nào thì lại hoàn toàn là câu chuyện khác. Đúng rồi. Câu chuyện rất khác. Đấy. Đúng rồi. Nhưng mà để mà khởi đầu thì các bạn chỉ cần, tức là anh hay nói với cả các bạn trẻ là cái việc em bắt tay vào làm một cái gì đấy nó đã khác so với cả việc những người không làm. Đúng không? Rõ ràng. Tức là cái fact mà các bạn để thực sự bắt tay vào, các bạn đẩy được đến khi mà thật sự mở để bắt đầu có traction cho những đơn hàng đầu tiên ấy. Cái đấy nó đã là tạo ra sự khác biệt giữa bạn ý và một bạn mà vẫn đang thầm ước mơ về một cái idea mà mình sẽ khởi nghiệp rồi, đúng không? Đấy đã là sự khác biệt rồi. Đúng. Việc là làm tốt được đến đâu trong thời gian đầu tiên thì nó vẫn quay trở lại là hai yếu tố quan trọng là sản phẩm và brand. Qua một vài câu hỏi và nói chuyện đúng lúc thì em cũng cảm thấy đúng là anh Thái chính là đại diện rõ ràng nhất cho thương hiệu của anh. Tức là với một cái, không, thực sự đúng là chia sẻ nó rất là thẳng thắn. Và nó cũng rất là, những cái lời anh nói nó không hoa mỹ, nó rất là đơn giản, thẳng thắn và đi vào vấn đề. Thường thì khi mà nhìn vào một thương hiệu thì phần lớn rất là nhiều người, ví dụ nhà đầu tư thì nhìn vào founder trước khi quyết định là có đầu tư hay không này. Rồi khách hàng nhìn vào founder xem là có nên mua sản phẩm này hay không. Nhiều khi là không biết sản phẩm thế nào nhưng mà mình nhìn thấy founder ấn tượng thì sẽ quyết định là à ok, sẽ ủng hộ. Rồi nhân viên nữa, nhân viên cũng sẽ nhìn vào founder để quyết định là có nên theo cái người này hay không. Thì em thấy là có không ít founder đã phải làm gọi là một cuộc lột xác ấy, là thay đổi tính cách này, thay đổi cách ứng xử, hoặc là tự tạo ra cho mình một số những cái quy tắc mới để cho bản thân mình, thân mình có một cái hình ảnh chỉnh chu này, ít gây tranh cãi này, hoặc là nói chung là được dễ tiếp nhận nhất. Bản thân cái nếu mà không phải làm một cái cuộc cách mạng như thế thì bản thân cũng phải thay đổi một chút. Ví dụ hôm trước bọn em có nói chuyện với chị Cẩm Vân ở các tập trước thì chị Vân có nói là ví dụ ở trong công ty thì có những lúc là mình không thể quá thân thiết với cả các bạn nhân viên được, bởi vì mình muốn là một người fair, các quyết định mình đưa ra nó đều phải fair, và mình không, vì nếu mà mình quá thân thiết thì mình sẽ làm cho tất cả những cái quyết định đấy nó trở nên cảm tính. Vâng. Thế thì cuộc sống của anh trước và sau khi mà được mọi người gọi là biết đến là founder của Kernan ấy, thì nó có xáo trộn không ạ? Nếu mà nói về thầy, thực ra anh rất là thẳng thắn ấy. Thế cho nên là trong công việc thì kể cả là nội bộ hay là bên ngoài thì anh cũng sẽ với cái triết lý sống nó thẳng thắn như vậy thì anh cũng sẽ express ở bên ngoài rồi. Còn về mặt thay đổi thì thực ra dĩ nhiên là nó sẽ phải có một vài cái ý. Anh không gọi nó là thay đổi nhưng mà anh gọi nó là kỷ luật. Này, kỷ luật. Thực ra thú thật với cả các bạn là ở SS anh rất là sướng. SS starter. Vì quan điểm của anh khi mà làm brand nhé. Em sẽ nhìn xuyên suốt được qua tất cả những brand nổi tiếng là em sẽ nhìn thấy một gương mặt, đúng không? Nhưng mà luôn luôn ấy, em sẽ nhận ra khi mà đọc về tiểu sử ở đấy, thực ra đấy không phải là người làm duy nhất. Nhưng mà lý do mà tại sao nó có một gương mặt vì cái nhận thức của con người về một brand ấy, nó là như vậy. Và đấy là cái cách tốt nhất để làm brand. Bản chất brand ấy, nó sẽ như một con người. Và khi mà mình associate cái brand với cả một cái nhân vật nào đấy ở đằng sau ấy, thì chỉ nên là một người thôi. Và cái trọng trách đấy của anh đối với cái SS Starter thì không có. Rất may. Thì đây là co-founder của anh là tên là Thư. Đấy, thì là như kiểu nghĩ đến SS Starter, các bạn trẻ hay nghĩ đến Thư Lê ngay. Đấy, anh thì hay kiểu in sau kiểu background. Đấy. Nên đối với cả Kernan thì anh lại phải kiểu step up. Đấy, vậy cho nên là khi mà mình đã step up như thế rồi thì nó sẽ phải có rất nhiều cái sự kỷ luật cho bản thân. Kỷ luật trước hết là để làm mình làm tốt những gì mình làm đã. Cái trước hết đã, đúng không? Vì nếu mà ví dụ như là mình không duy trì được những cái thói quen tốt như là dậy sớm buổi sáng này, hay tập thể dục này, thì làm sao mà mình có thời gian để mình làm việc, làm sao mà mình có được cái stamina để mình làm việc.
đúng không? Trước hết là nó phải xuất phát để cho bản thân mình đã, để cho mình cũng như là để cho doanh nghiệp của mình. Đấy. Còn về mặt kiểu truyền thông hay là tất cả mọi thứ thì quan điểm của anh thì anh không có kiểu đeo mặt nạ. Anh thì như thế nào thì anh sẽ present như vậy, anh như thế nào thì anh sẽ trả lời phỏng vấn như vậy, hay kể cả là bây giờ nói chuyện với cả bọn em, tất cả những gì anh suy nghĩ hay như nào thì anh sẽ nói hết. Vì anh tin là brand ấy, nếu mà nó đã muốn nó thịnh ấy, thì nó phải authentic, đúng không? Cũng như là Vân Anh vừa nói về việc là millennials và Gen Z, một trong những yếu tố quan trọng mà khi mà các bạn yêu chuộng một cái gì đấy là cái là cái tính chân thực. Tạm thời dịch ra nó là authenticity đó. Nếu millennial nó là 1 thì Gen Z nó còn là 10, đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà với brand mà authentic ấy, thì founder cũng phải authentic. Chứ founder không thể nào mà khoác mặt nạ được. Tức là lifestyle hoàn toàn không thể mà quá là kiểu khác biệt trong cái việc là khi mình lạ mình trong cái môi trường làm việc thì mình như này, nhưng mà kiểu ở ngoài thì mình lại khác hoàn toàn được. Tức là nó phải là một cái gì để nó xuyên suốt. Anh gọi cái đấy nó là authenticity của từng cá nhân. Đấy. Vậy cho nên là cái đấy nó cũng được apply vào cái văn hóa của tất cả những gì anh làm. Trong văn hóa trong Canon thì nó là 6 ký tự trong từ why not ấy. Thì cái chữ T, cái chữ cuối cùng ấy, nó là từ thành thật. Hay là anh còn hay gọi nó là kiểu thành thật và thẳng thắn. Đúng không? Okay. Bất kỳ đâu thì bạn cũng phải authentic. Thì đối với cả anh thì là luôn luôn là như vậy. Vậy cho nên là có kỷ luật nhưng mà không có thay đổi. Ngoài kỷ luật và sự thẳng thắn thì theo anh còn có cái yếu tố nào cũng rất là quan trọng để một người gọi là lãnh đạo doanh nghiệp được coi là lãnh đạo hiệu quả cái doanh nghiệp của mình và điều hành được rất là nhiều những cái bộ máy đằng sau sự vận hành đấy, được không ạ? nó rất nhiều yếu tố, nhưng mà nếu mà chọn ra một vài thứ quan trọng nhất thì anh nghĩ là nhiều người khác thì người ta hay nói đến kiểu những thứ mỹ miều như kiểu vision này, rồi là aspiration này, rồi là động viên. Thực ra anh cái cách anh lead nó rất là khác. Quan điểm của anh về nội bộ nhé là tức là nếu mà mình là người lái xe thì cái việc đầu tiên mình phải làm ấy, là quay lại nhìn xem là tất cả những người đang ngồi trên xe là họ đáng để đi với mình không đã. Thì sau đó mình mới lái. Đúng. Chứ không phải là mình cho bất kỳ ai lên xe và sau đó thì cứ vừa phải lái và cứ vừa phải bảo họ là ok, chúng ta đang đi ở đây, cố gắng lên, chờ một lúc nữa, chúng ta đang đi ở đây. Đấy. Thế cho nên là trong cái cách mà anh lead ấy, anh không có gọi là như kiểu các quyển sách về kiểu leadership hay nói là tạo động lực, anh không có khái niệm này. Mặc dù đương nhiên là có, nhưng động lực sẽ trên phương diện là ok, là mình hiểu họ. Và một cái mối quan hệ nó không còn là người mua người bán nữa, mà mối quan hệ nó là người đồng hành. Vì là chúng ta có một cái vision rồi. Chứ không phải là kiểu liên tục là tạo động lực, liên tục tạo động lực. Vì đối với cả anh ấy, một người mà mình luôn luôn phải tạo động lực ấy, người ta không phải là good fit. Vậy cho nên trước hết là bọn anh luôn luôn là với cái triết lý tuyển dụng bọn anh ấy, bọn anh phải tìm hiểu là ok, đây có phải là good fit không đã. Và không phải động lực động viên họ nhiều. Dĩ nhiên là vì là các bạn trẻ, cho nên là các bạn đôi khi là các bạn sẽ bị mất phương hướng trên phương diện là cái định hướng nghề nghiệp của các bạn không rõ ràng. Chứ không phải là các bạn bị mất động lực để làm việc. Hai cái đấy rất khác nhau. Nên là anh thì anh luôn luôn theo cái triết lý như vậy. Thì cái đấy là cái đầu tiên đó. Tức là trong cái việc là mình lead được thì mình phải có được cái khả năng là ok, là mình nhìn được là ai sẽ là người đồng hành của mình. Rõ ràng. Vì cái thời gian mà mình phải bỏ ra để mình động lực tạo động lực các bạn liên tục với anh nghĩ cái thời gian đấy tập trung vào để build được những gì mà mình cần phải build nó quan trọng rất là nhiều. Thì cái đấy là kiểu đó, quan trọng nhất đầu tiên đã. Tuy nhiên là cái thứ hai thì anh hoàn toàn đồng ý với những gì mà chị Vân vừa rồi có nói với Vân Anh qua cái buổi phỏng vấn lần trước ấy. Nó là cái sự chị Vân thì chị nói là nói cái sự fair, đúng không? Cái đấy nó rất quan trọng và anh cũng chỉ nhận ra cái điều đấy khi mà bắt đầu kiểu bộ máy nhân sự bắt đầu dày lên. Đúng rồi. Nếu mà không fair ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái nó gọi là vấn đề ở nội bộ.
lục đục nội bộ. Và cái lục đục nội bộ ấy nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều là cái sự tấn công ở bên ngoài. Luôn luôn đấy. Thì đấy, cái đấy cái thứ hai. Và cái thứ ba, cái quan trọng hết, nó là sự ủy quyền. Không thể nào mà một người có thể làm được hết à. Thậm chí là nếu mà bây giờ để mà đưa ra được một cái mô tả công việc chính xác của anh ấy, bây giờ anh đang làm cái gì, rất là khó. Vì marketing hay không làm, anh không làm nữa, chính xác là vậy. Vì bây giờ là anh ủy quyền hoàn toàn cho bạn marketing, leader của team marketing hỗ trợ hoàn toàn ở đấy rồi. Vận hành trực tiếp, kiểu tức là daily job ở công ty anh không làm nữa. Vì anh đã ủy quyền hoàn toàn cho COO là Chief Operating Officer của bạn, anh làm đấy rồi. Thiết kế sản phẩm anh không làm nữa, vì anh đã ủy quyền cái đấy cho R&D Director làm cái đấy rồi. Đó chính là một trong những cái vừa mới tuần hôm nay là thứ, vừa mấy tuần tuần vừa rồi thì bọn anh có cuộc họp cho 2020. Và một trong cái key của 2020 mà anh đưa ra ấy, là anh mong muốn là tất cả những cái quyết định mà nó không phải là quyết định kiểu sống chết của công ty thì sẽ không phải đi qua anh nữa. Mà các bạn sẽ hoàn toàn là tự được tự quyết, và anh mong muốn cái điều đấy. Còn ví dụ như là ok là có chi một cái campaign kiểu 1 tỷ 2 tỷ hay không ấy, thì đương nhiên là anh sẽ ngồi và anh sẽ review. Đúng không? Có ví dụ như là có hợp tác với cả một cái đối tác này hay không, và đối tác là rất là lớn này, anh sẽ ngồi anh review. Nhưng mà những cái action plan mà không, tạm thời gọi là nó không phải quá crucial, là anh mong muốn là các bạn có thể tự check on được, các bạn có thể tự đưa ra quyết định được, và anh không muốn phải qua anh nữa. Đấy là cái sự ủy quyền, và anh tin là khi mà mình thật sự ủy quyền và mình tin tưởng họ để mình ủy quyền ấy, thì họ mới grow được. Thật ra cái điểm cuối đấy chắc là một trong những cái điểm khó nhất khi mà gọi là đứng lên làm lãnh đạo, đúng không? Em nghĩ tại vì là phần lớn là với thường là kể cả những người founder hay là những người mà về sau thành CEO thì cũng đều giống như đều bắt đầu là từ công việc 9 to 5 ấy. Khi mà mình có hết cái sự quản lý trong công việc của mình quản lý được cái output, nhưng mà đến khi mà mình phải rời tay ra một cái thôi là mình lại thấy nó rất là khác và rất là khó. Chính xác. Cái này thì nó có một cái khái niệm nói với cái này, là thực ra nó gọi là định luật Peter. Định luật Peter thì nó chỉ nói rất đơn giản thôi. Thực chất thì founder là cũng bắt đầu từ cái việc là làm rất nhiều công việc cùng lúc, đúng không? Hồi đầu tiên là anh cũng nhớ là anh ngồi thiết kế sản phẩm này, lên chiến lược marketing này, tự set ad, tự chạy này, tự đếm xem là có bao nhiêu sản phẩm ở trong kho này, vân vân. Đôi khi là tự đóng gói và ship thì không được, nói là tự đi ship. Nhưng có những thời điểm cho 2 gam một box là anh đã tự đi ship rồi. Đấy. Bản chất xuất phát bất kỳ một founder nào tới thời điểm đầu tiên cũng sẽ phải làm từng đấy khối công việc, đúng không? Vì là thắt lưng buộc bụng mà. Đấy. Nhưng mà sẽ có một cái shift, sẽ có một cái thay đổi trong mindset rất quan trọng, mà sẽ rất là căng thẳng đối với cả founder. Đấy là khi mà mình bắt đầu phải ủy quyền cho người khác làm việc. Tạm thời gọi là kiểu khi mà mình bắt đầu phải lead người khác ấy. Vì cái kỹ năng làm và kỹ năng lead là hai bộ kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Và cái định luật Peter nó nói đến cái đấy. Nó dĩ cái việc là khi mà ví dụ như là bọn em nhìn một, ví dụ như là một người mà đang làm chăm sóc khách hàng chẳng hạn, bạn làm cho khách hàng rất tốt, đúng không? Làm cho khách hàng rất tốt, nhưng mà vì bạn ấy làm cho khách hàng rất tốt ấy, mà mình phong bạn ấy lên làm leader là sẽ vớ vẩn ngay, là sẽ gặp rất nhiều vấn đề ngay. Vì cái kỹ năng để bạn ấy làm cho khách hàng ấy, và kỹ năng để lead là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Không thể nào mà đánh giá một người làm việc tốt mà tự nhiên lại phong lại làm leader như thế là khủng hoảng này. Thế cho nên là đôi khi những bạn làm cái công việc đấy chưa chắc đã tốt, nhưng mà trong bạn ấy tiềm ẩn những cái yếu tố mà ai cũng phải tôn trọng bạn ấy. Từng cái lời bạn ấy nói ra là có trọng lượng, đúng không? Trách nhiệm của bạn ấy đối với cả những người xung quanh bạn ấy, trong thời gian làm bạn ấy ngoái sang trái hỏi bạn ấy, bạn người bên trái sẽ có cần giúp gì không, ngoái sang phải hỏi người bên phải sẽ là ok bạn có cần giúp gì không, và bạn ấy làm được việc đấy. Thì đấy mới là yếu tố để mà là trở thành một người leader, chứ không phải là một người làm cái công việc này tốt, đúng không? Đấy, vậy cho nên cái một người founder cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn căng thẳng là đi từ việc là mình đang làm việc sang thành mình đang lead.
bất kỳ một founder nào cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này đâu. Hay, cái này rất là hay, cái ý này rất là hay. Em nghĩ là nó không chỉ áp dụng cho những ai mà có ước mơ là về sau kinh doanh hay là một cái gì đấy riêng, mà là trong công việc bình thường cũng thế. Em có một cái tật xấu là em rất quan tâm đến kết quả cuối cùng, cho nên là cái này là tật xấu từ hồi đi học đến giờ luôn ấy, tức là mình rất quan tâm đến kết quả cuối cùng và mình rất là không muốn bỏ thời gian ra để tranh luận hoặc là bàn bạc quá nhiều và không đi đến kết quả. Cho nên là nhiều khi cảm giác như là, như anh nói, giống như là kiểu là founder ở giai đoạn đầu ấy, cái gì cũng đến tay, làm hết, làm xong, mình chỉ cần biết là ok, mình làm xong là mình đã rất là happy rồi. Nhưng mà về lâu về dài, đấy không phải là một cái tính cách tốt, bởi vì là làm như thế thì bản thân mình cũng sẽ rất là mệt mỏi, và mình lại không tạo ra một cái điều kiện để cho những người khác có thể chia sẻ với công việc cùng với mình. Và đồng thời là nhưng mà cũng sẽ có một cái em cũng hơi băn khoăn, ví dụ như là anh chia sẻ, san sẻ và tìm được những cái người, nhìn ra được những cái bạn mà để delegate công việc ấy, thời gian đầu lúc mà phải đưa ra những expectations của anh mà anh ghi kỳ vọng là các bạn ấy làm được ấy, thì cũng là một quá trình đúng không ạ? Tức là không phải rõ là ràng, rõ ràng chắc chắn rồi, vì bọn anh có một cái triết lý, nó là đội ngũ nòng cốt. Tức là đội ngũ nòng cốt có nghĩa là bọn anh không bao giờ tuyển quản lý từ ngoài vào, mà sẽ luôn luôn là phong quản lý từ trong đi lên, không bao giờ có external management từ ngoài open phát ra vào để mà lead một đội ngũ sẵn có trong công ty. Đấy, thì đấy là cái triết lý của bọn anh. Chính vì vậy cho nên là dĩ nhiên là mình đang đánh đổi cái văn hóa để mình, tức là mình muốn giữ cái văn hóa đấy thì mình sẽ phải chịu khó đào tạo nhiều hơn rất là nhiều. Đúng không? Thì cái shortcut nhanh nhất để mà có một đội ngũ management cứng là tuyển thẳng manager từ ngoài vào. Đúng. Nhưng mà chính vì là manager từ ngoài vào như thế, để mà em có một người manager tốt ấy, có kỹ năng ấy, thì thực ra kiểu đa phần là họ đều phải là senior ấy. Mà senior như thế độ tuổi nó sẽ dừ hơn những gì của anh bây giờ. Đúng rồi. Mà chính vì vậy cho nên là các bạn sẽ có những cái sự những cái tôi này, những cái sự bảo thủ, và đặc biệt hơn nữa là chưa chắc là văn hóa đã phù hợp. Vậy cho nên là bọn anh lựa chọn cái hướng là tuyển những người tiềm năng. Và dĩ nhiên là nếu mà mình đã có một mục đích là mình muốn tuyển management team rồi nhá, thì mình sẽ aim là để tuyển một người có khả năng trở thành manager trước đã. Nhưng mà vẫn lắp bạn ấy, plug bạn ấy vào một cái công việc và trong một cái team bình thường. Và sau đó thì dần dần là phong lên. Đấy. Và grow bạn ấy lên. Và dĩ nhiên cái quá trình đấy là một cái quá trình cực kỳ painful. Vì nó mất rất nhiều thời gian. Nó mất rất nhiều thời gian và công sức. Vậy cho nên là thậm chí cái công sức đấy, cái thời gian đấy nó còn đánh đổi bằng tiền mặt ấy. Vì những cái bạn manager mà quá trẻ tuổi ấy, thì bạn ấy sẽ mắc rất nhiều sai lầm. Và mình phải cho bạn ấy mắc sai lầm như thế. Thậm chí đã có những cái thứ mà một vài bạn quản lý hỏi ý kiến anh, và anh biết chắc chắn là nó sai rồi, nhưng mà anh vẫn bảo là ok thử làm đi. Để cho nó sai, để cho bạn ấy tự nhận ra nó sai ở đâu, để bạn ấy tự rút kinh nghiệm. Đấy là cái mà mình sẽ phải trải qua nếu mà muốn có một đội ngũ management mà thật sự phù hợp với văn hóa, mà kiểu sống chết vì văn hóa ấy luôn ấy. Thì không thể nào mà tuyển từ ngoài vào được. Mà sẽ phải phong từ dưới lên. Đấy. Thật ra phong cách này nó cũng rất là hợp với cả cái gọi là cái phong cách của công ty luôn, đúng không? Tại vì thực ra là em cũng theo dõi và cũng đọc nhiều về các cái startup, đặc biệt là về công nghệ ấy. Thì thật ra là một trong những cái yếu tố hay dẫn đến thất bại nhất đấy chính là cái mà anh Thái vừa nhắc đến, là tuyển management từ bên ngoài vào. Nhưng mà thường là tại vì một phần là cũng không phải là vì họ muốn, nhưng mà tại vì là họ hay ở trong cái phase kiểu hyper growth, nghĩa là chính xác từ ngày hôm nay đến ngày hôm sau, khi là đúng rồi đấy, là từ 5 người cho đến 100 người, thì cái tốc độ đào tạo nội bộ nó không thể đủ để đuổi theo được cái tốc độ tăng trưởng công ty. Nhưng mà với cái sức tăng trưởng và với cái tầm nhìn lâu dài của anh Thái thì thế này là quá hợp lý thôi. anh không dám nói hay cho các công ty mà đang tuyển và x2 x3 nhân sự trong có vài ngày ấy. Vì rõ ràng đấy là cái bài toán mà hoàn toàn khác, và anh chưa được đến cái giai đoạn đấy, cho nên anh không thể nói hay được. Đối với cả bọn anh thì thậm chí là bắt đầu từ cái phase tuyển dụng ấy,
cho đến một tuần trải nghiệm đầu tiên ấy, sau đó bắt đầu đến thử việc ấy. Và sau đó đến cái quyết định là ok là có ký hợp đồng làm việc hay không ấy, thì nó đều mang đậm chất văn hóa của bọn anh, và bọn anh đấy là cái những cái giá trị bọn anh luôn luôn quan trọng nhất. Vì là môi trường trẻ, các bạn trẻ, vậy cho nên là ngoài cái yếu tố về mặt là ổn định về tài chính thì sẽ có rất nhiều thứ khác mà mình phải đem lại cho các bạn ý. Một trong những thứ mà không thể nào mà nó là cái must mà phải có, nó là môi trường. Thì cái môi trường đấy được xây dựng lên từ cái core values của công ty. Và bọn anh luôn luôn có 6 cái core values rất là rõ ràng từ ngày thời điểm khi mà bọn anh thành lập rồi. Và bọn anh có rất là nhiều các hoạt động xoay quanh cái 6 cái core value đấy. Vậy là cũng đến hồi kết của tập 7 rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng lắng nghe anh Quang Thái, người sáng lập thương hiệu đồng hồ Canon và thương hiệu thời trang Nam Sutter, chia sẻ về con đường khởi nghiệp của anh từ khi nhen nhóm những ý tưởng đầu tiên cho tới khi xây dựng nên thương hiệu doanh nghiệp của mình. Nhưng đây vẫn chưa phải là hồi kết của cuộc nói chuyện giữa tụi mình và anh Thái. Mời các bạn cùng đón nghe tập 8 phần tiếp theo của cuộc trò chuyện này vào Chủ nhật tuần sau vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.